Chào mừng các bạn đến với kênh Top Sao Hoa. Những tin tức nóng hổi về những ngôi sao hoa ngữ, những bộ phim hay sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Đâu chỉ người hâm mộ mới có nam thần và nữ thần cất giấu trong lòng, mà ngay cả các nam thần, nữ thần cũng có một người đặc biệt để tôn vinh. Bạn có bao giờ tự hỏi nam thần trong lòng mình tôn vinh những ai chưa? Hãy cùng điểm qua một vài bật mí sau. Thứ nhất, nữ thần của Trương Nghệ Hưng là Đường Yên. Trương Nghệ Hưng từng tham gia một chương trình tạp kỹ khi được hỏi nữ thần trong mộng là ai và sao nữ mà anh muốn hợp tác đóng phim nhất, anh không do dự trả lời hai chữ Đường Yên. Nam ngôi sao sinh năm 1991 bày tỏ bản thân rất yêu thích lối diễn xuất của đàn chị trong phim điện ảnh Đặc Công X, muốn theo học hỏi nữ minh tinh. Thứ hai, nữ thần của Tiêu Chiến là Thư Kỳ. Tiêu Chiến thần tượng rất nhiều đàn anh đàn chị đình đám trong giới giải trí. Tôn Yến Tư chính là ca sĩ thần tượng của anh, Châu Tấn là nữ diễn viên anh yêu thích, Lương Triều Vĩ là tài tử anh mến mộ, riêng Thư Kỳ chính là nữ thần trong lòng Tiêu Chiến. Thứ ba, nữ thần của Đặng Luân là Trương Thiều Hàm. Đặng Luân từng thông qua một chương trình truyền hình tiết lộ nữ thần trong lòng anh chính là Trương Thiều Hàm. Lúc đó vừa hay ekip chương trình cũng mời nữ ca sĩ, thế là nam ngôi sao sinh năm 1992 có dịp tiếp xúc và chụp hình chung với người mà anh yêu thích. Chàng trai đến từ Thạch Gia Trang dĩ nhiên là khoe bức ảnh đặc biệt đó lên Weibo cá nhân của chính mình. Thứ tư, nữ thần của Thái Tử Khôn là Tạ Na. Thái Tử Khôn từng làm khách mời trong chương trình Khoái Lạc Đại Bản Doanh. Tại đây anh thẹn thùng chia sẻ, nữ thần trong lòng mình chính là Tạ Na. Trước đây anh vẫn luôn chờ mong ngày nào đó có thể được chụp hình kỷ niệm với đàn chị MC nổi tiếng. Cuối cùng mọi thứ dần trở thành hiện thực, thậm chí Tạ Na còn nhận Thái Tử Khôn là đồ đệ. Thứ năm, nữ thần của Vương Hạc Đệ là Địch Lệ Nhiệt Ba. Thời điểm Vương Hạc Đệ nổi lên nhờ phim Vườn Sao Băng, anh đã cùng các thành viên trong nhóm F4 từng trả lời phỏng vấn chia sẻ về nữ thần trong lòng mình. Theo đó, nữ thần trong lòng Ngô Hi Trạch là mẹ của anh, nữ thần của Quan Hồng là Anna Hathaway, nữ thần của Lương Tĩnh Khang là nữ ca sĩ Châu Bút Sướng và nữ thần của Vương Hạc Đệ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ chia sẻ và like, cũng đừng quên nói lên những cảm nghĩ của mình bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.